Yo, xin chào tất cả những bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lão Rất đây. Đến với lại video ngày hôm nay của chúng ta thì chúc mọi người có một ngày trời tốt lành nhá. Hôm nay thì lại là một clip đi solo squad đây. Mới vào thôi mà đã lụng được một thanh niên từ trên trời rơi xuống rồi. Đang đâu ở tự dưng một kill ngon thế không biết. Đâu các bạn ơi, sao mà đi một thân một mình thế này? Đi một thân một mình thế này là dở rồi. Đồ củi thế. Ê, có người. Rồi, yếu. Hôm nay thì đi solo squad mình sẽ thử bắn cái combo súng tiểu liên này nhá. MP5 với lại VDS. Cầm combo này đi solo squad thì đúng là ba cháy rồi. Anh chàng kia khôn ghê luôn á. Rồi sao? Tên cho bạn là mình bắn trúng có một viên đấy nha. Mình mà bắn trúng nhiều thì ở đấy mà nó ấp. Ui. Có đồng bọn tới anh em ơi. Bạn ấy có đồng đội tới rồi. Thì ra là nấp nãy giờ mục đích là chờ đồng đội tới đúng không? Không biết là đang chạy hay đang mở góc đây. Phía sau có người, phía trước có người. À thì ra là mở góc. Mình sẽ công bạn ấy luôn anh em ơi. Rồi dính. Ok gục. Này thì mở góc này. Đồng đội cover phía sau phải không? Mình xin. Mà nãy theo như để ý của mình thì mình thấy phía sau có một bạn nữa đang dùng ngộ không đi lò dò tới. Ơ, mất tiêu rồi kìa. Thôi, rút thôi nhà ơi. Chim cút thôi. Tốt nhất là không biết là team mình có mấy người thì chúng ta chim cút đây. Tại vì lỡ đầu tí nữa ba người mà ập vào là chịu thôi nha mạng. Mặc dù đi solo thì quát nhưng mà cũng không thể nào mà lao vào 3 với 4 người mà cân 3 cân 4 được đâu. Cân 3 cân 4 là ăn cái ký đầu liền đấy. Chúng ta sẽ chơi theo dạng du kích. Tức là đứng xa và tỉa dần dần thôi. Như thế nó mới đúng là sniper chính hiệu. Từ từ. Có người tới nữa này. Bên dưới có người đang cứu. Ok. Nấp đi bạn ơi. Mình biết mà. Trời, chạy ngay đi, chạy ngay đi. Chạy ngay đi còn kịp. Thủy hả? U là trời. Một bạn nữ vừa mới xuống, chưa nhặt được đồ gì đã lao lên bắn mình rồi. Đen, đen thôi, đỏ quên đấy. Thủy ơi là Thủy. Đi kiếm đồ thì không lo, lại đi lo bắn mình. Chửa nhá. Ôi, yếu. Gục ta, gục. Ở kìa, không gục kìa. Bên dưới thung lũng đang đông lắm. Thấy mấy bạn ấy đang bắn nhau liên tục. Các bạn ấy bắn nhau thì kệ các bạn ấy thôi. Mình đi lút kiếm chút đồ đây. Đang cần thêm mấy trái lựu đạn. Không biết là cái xác này có gì không. Ở kìa. Không có đồ gì luôn anh em. Ảo thật đấy. Im ghê ta. Nãy thấy bắn nhau ầm ầm mà giờ im thế. Ở đấy, đúng rồi đấy. Bắn nhau đi chứ. Có gì mình còn có vơ cho. Ây da, ây da. Ở đâu nhỉ? 6 xe phải không? À đây, 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 đây. Ok. Ui. Gục. Gục. Ừ. Hợp lý liền anh em. Đấy. Không cần phải bắn nhiều. Bắn tầm 5-6 viên là đủ đam chết rồi anh em ạ. Này thì cả kia này. Chắc là bạn ấy nghĩ cây VDS này yếu anh em ơi. Không yếu đâu. Bây giờ có chip rồi. Bắn mạnh lắm. Mạnh dã man luôn. Cứ sấy khoảng tầm 3-4 viên hoặc là 5-6 viên cái là địch tự chết rồi. Chúng ta còn 14 người. Cứ từ thôi. Không cần phải nóng vội. Bo thì đang khá là đẹp đấy. Không biết là mọi người chơi game Free Fire này thì mọi người thích cái đảo nào nhất. Riêng với cá nhân mình thì mình thích nhất là cái đảo quân sự này. Tại vì là nó vừa dễ chạy bo mà địa hình nó cũng quen thuộc nữa. Đi đến đâu là cũng hiểu rồi. Mấy cái map kia thì vừa khó chạy bo mà địa hình còn càng khó hơn. Nhưng mà đương nhiên là người ta phải ra thêm map mới rồi. Tại vì là chơi mãi cái map này thì nhiều bạn sẽ không thích. Nhưng mà với mình thì chơi mãi một map này mình vẫn chơi được. Một người hay nhiều người? Một người thôi hả? Một người đúng không? Ok, mình hỏi thăm liền. Bên này có kèo này anh em ơi. Thôi từ từ đã. Chưa biết là có mấy người đâu.
mình mới thấy có một người, nhưng mà đấy là cái mình thấy thôi. Còn cái mình chưa thấy thì nó đang nằm xung quanh đây, không biết ở đâu mà lần. Không chạy bo luôn kìa. Áo ma Canada ghê ta. Ơ, chạy đâu mất tiêu luôn rồi. Vừa có tiếng lên xe xong. À đây 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 đây. Ôi, mới được 3 viên à. Ơ, không biết kìa. Rồi, gục. Ồ, chạy đi. Bắn từ sau lưng mà còn không biết thế này thì là dở rồi bạn ơi. Ủa đâu rồi? Ủa? Đâu mất tiêu ta? À đây 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 đây. Thì ra là ở trên này, mình cứ tưởng là ở trong cái nhà kia. Ủa mà sao chạy được vào nhà này hay vậy ta? Rồi, ngon. Tuyệt vời ông mặt trời. Còn có 6 người à. Máy cứu cũng không còn nữa. Đây là khả năng từ đây tới cuối cũng chỉ cần 6 người thôi anh em ơi. Chắc là chẳng ai dại mà liều ra bo để mà cứu đồng đội đâu đúng không? Quá chuẩn luôn. Thì giờ là bo đang thua này. Có cứu vào thì giờ này cũng chẳng có đồ bắn nhau nữa. Cứu thì chỉ mấy vòng bo đầu thôi. Mình biết mà. Ôi dồi. Ôi dồi. Ném bom keo ra mà cứu đồng đội thì có phải ngon không? Ờ, bạn ấy không có keo anh em ạ. Tiếc thế. Ngôi nhà này nó đẹp, nhưng mà nó đẹp thì đương nhiên là sẽ có nhiều người muốn vào rồi. Chơi đồ vai không? Hình như là không. À có. Ui, đặt một keo luôn rồi. Tiếc ghê anh em ơi. Bắn thêm được vài viên là ngon rồi. Đúng rồi đấy, dính rồi anh em ơi, dính rồi. Dính rồi. Ơ kìa. Trên trời ta. Một team hai bạn nữ anh em ạ. Mặc áo giống nhau nữa chứ. Ây ạ. Bình tĩnh nào hai bạn. Ôi dồi ôi. Cái này không mình có quả liệu thì. Cô bắn thêm mấy viên mà bạn kia bắn không gục ta. Yếu. Ok, gục một. Súng sạc. Từ. Ôi dồi ôi. Ôi dồi. Súng sạc kìa anh em. Bắn đi bạn. Từ từ. Mình không thể nào mà solo trực diện với bạn ấy được. Cứ từ từ anh em ơi, giữ vị trí đã. Bạn ấy cầm súng sạc mà. Ôi dồi. Ôi dồi. Lỗi quá lỗi rồi. Còn thanh niên này nữa. Tính làm gì? Hả? Tính vào để KS hả? Ok, xong. Đáng solo căng thẳng với hai bạn nữ tự dưng lom dom đâu ra trên biển lên cho mình luôn cái top 1. Thôi, cho thì mình xin thôi chứ ngại ngùng gì nữa anh em. Đừng vội ấn thoát video nhanh như thế chứ. Chúng ta còn chương trình quan trọng đặc biệt ở mỗi cuối video mà. Chương trình comment liền tay lên ngay TV đó. Ok, thì comment đầu tiên đến từ bạn Nguyễn Thưởng. Hi anh làm thử thách chỉ dùng lựu đạn trong tử chiến lấy top 1 đi anh. Mong được lên TV. Chỉ dùng lựu đạn lấy top 1 tử chiến hả? Ok em. Comment tiếp theo đến từ bạn Ngân Kim. Chúc anh một ngày vui vẻ. Thách anh không đem theo kỹ năng và lấy top 1 cùng đồng đội. Cảm ơn anh. Không đem theo kỹ năng. Tức là kỹ năng nhân vật đúng không? Được. Cái này thì để anh nghiên cứu xong anh đi làm nhá. Cảm ơn em rất là nhiều. Một comment đến từ bạn Bùi Quang Trường. Anh làm thử thách bắn phun máu vàng lấy top 1 đi.
chúc anh bờ tờ vờ vờ. Mọi người nghe cái thử thách này tưởng là dễ đúng không? Nhưng mà thực ra là hơi bị khoai đấy. Tại vì là chỉ cần một viên lên đầu thôi, màu đỏ thôi là coi như cái thử thách này thất bại rồi. Nhưng mà không sao, cái này mình làm được. Có gì thì mình sẽ làm nó trong thời gian sắp tới nhé. Một comment đến từ bạn Nhật Chip. Fan anh cũng được gần 3 năm rồi. Thực tế mà nói thì nhiều kênh em xem vui hơn nhiều. Nhưng không hiểu sao cứ có thông báo của anh thì em lại không bỏ qua được. Cứ phải xem xong rồi like mới vui vẻ xem kênh khác được. Ui, cảm ơn em nhiều nhá. Cái này gọi là fan chân thành đây rồi. Không trượt đi đâu được. Comment cuối cùng đến từ bạn Nguyễn Nguyên Khôi. Anh có thể... À, anh có làm thêm nghề gì nữa không? Hay chỉ làm YouTuber ạ? À, mình thì gần như là không làm thêm nghề gì nữa nhé. Mình chỉ làm YouTube thôi. Thực ra thì không phải mình YouTube đâu, mà đúng hơn thì là streamer. Với lại có làm thêm TikTok nữa, nhưng mà ít đăng lắm. Ta-da! Như vậy là video ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Anh em cảm thấy video ngày hôm nay như thế nào? Hãy để lại ý kiến của anh em ở bên dưới nha. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Đây là một số video mình nghĩ là nó có lợi cho anh em. Cuối cùng là cảm ơn anh em đã xem video và chúc anh em có một ngày thật tốt lành. Tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye!